Chết trời, ba ngày này con có vợ, chết trời, lâu quá con có vợ, tụi con có trời đó. Sống rồi mấy năm nào không có vợ. Kìa, bà đi chùa hả? Đi chùa rồi sao? Thấy ghét, đi theo hoài à. Trời, cái mặt ác gì đi chùa gì trời. Rồi bởi vậy, cái thứ. Cái thứ gì? Thứ đồ vô duyên ra đường ai cũng ghét. Tại tôi đẹp trai nên họ ghét tôi chứ gì. Nhìn ông thấy gương ai nói ông đẹp trai. Nếu hẳn đẹp trai sao bà nhìn tôi mà bà. Cái giọng cười ông nghe biết là dê gai. Tôi có dê ai cũng hỏng đến cái lượt bà. Cao trên xóm chơi ai thấy cũng lánh xa. Họ ganh ghét tôi vì thấy tôi quá khó tài. Ôi, đám cưới người ta không mời ông cũng đến. Ăn nói tạm xàm linh đình biết nở được bao lâu. À, rồi đám tân gia cũng chui đầu vô nói bay. Mới hai ba ngày nhà họ cháy tiêu tan. Nhà cháy thành cho tại do thông thủy. Xây cái nhà dần dần à, bên cái cửa có chút xíu à. Lỡ có chuyện gì làm sao khiêng cái vuông vuông vô cho lọt nè trời. Cái đồ vô duyên, cái mỏ dài hai tấc. Cái mỏ chù chù nên bà thích tôi chứ gì. Cầu trời cầu đất rước ông sớm giùm tôi. Nếu ổng rước tôi thì cũng rước luôn bà. Rước ông chứ rước tôi làm chi? Rước bà chứ, phải rước bà xuống dưới mới thành hôn với tôi được chứ. Vì tôi tên Trớt nè, bà tên Quớt nè. Hai đứa mình gặp nhau là trớt bớt đó. Nè, duyên nợ tụi mình mà tránh không có khỏi đâu. Trước sau bà cũng là vợ tôi thôi à. Xí, còn lâu á. Nó chơi chứ, tôi có tài quá, đâu có chết yểu được đâu bà. Tài quá, để tôi kể tài của ông cho mọi người nghe nha. Kể sao? Tài ăn là một, tài ngủ là hai, tài làm biến là ba, tài vô duyên là bốn. Ê, sao bà nói tôi vô duyên hoài vậy bà? Bởi vậy đi đến đâu cũng bị người ta chửi hết à. Ai chửi tôi hả? Quên rồi hả cưng, để chế nhắc cưng nhớ nè. Đám cưới người ta không mời ông cũng đến. Ăn nói tạm xàm hai đứa nó ly hôn. Trời ơi, làm chi linh đình biết nở được bao lâu. Rồi đám tân gia cũng chui đầu vô nói bay. Mới hai ba ngày nhà họ cháy tiêu tan. Nhà cháy thành cho tại do thông thủy. Tắt cái nhà chặn giận à,
mà cái cửa nhỏ xíu à, lỡ có chuyện gì làm sao khiêng cái tàu ngầm sáu gián vô cho lọt, rồi không có chỗ lại luôn à. Cái đồ vô duyên, cái mỏ dài hai tấc, cái mỏ chù chù lên bà thiết tôi chứ gì. Cầu trời cầu đất rước ông sớm giùm tôi à, nếu ổng rước tôi thì cũng rước luôn bà, nếu ổng rước tôi thì cũng rước ông bà luôn. Rước nè, rước nè. Trời, làm gì đáng ca dữ vậy? Đáng đời, đồ vô duyên hả? Tôi sinh ra mang được ngay tính con nhà nghèo, nghèo quá xa đi thôi. Rồi, ông nội này xỉn nữa rồi. Ê mày, xa đến mức không biết đường về nhà luôn hả đậu? Ủa, bà là ai đây? Trời ơi, tôi là vợ nó mà nó hỏi tôi là ai nè trời. Mày nghe tao hỏi nè, mày đi đâu từ sáng tới chiều nay? Mày bỏ luôn cơm, mày bỏ con vợ mày. Tao đi lo làm ăn đầu tâm mặt tối, đâu phải như mày ở nhà để mà ăn. Mà hãy nói làm cái công việc gì là hư công việc đó à? Đúng là tệ hơn vợ ông đậu. Trời ơi, có chồng tuổi thân nằm nương cũng có mà ăn. Làng dưới xóm trên có ai khổ như tao nè ông đậu? Có con vợ tuổi dần nói sao nó cũng cãi. Thương cho thằng đậu này sơ sát quá ba con ơi. Ừ, mày la đi cho chồng xóm bu lại coi cho người ta biết chút. Làm như tao không vậy? Mày kêu tao làm dịch để mày ăn, đâu phải ở không ngồi đó để mày làm. Nó làm dịch nhổ lông mà không cắt cổ, để con dịch cầu nó chạy tầm lâm. Đen, mày có biết là mọi người nói mày sao không? Nói tao sao mày? Ở xóm này mà ai làm cái gì mà tệ tệ đó, người ta nói là tệ hơn vợ mình đậu. Tao mắc cỡ quá trời quá đất, tao không dám ra đường luôn á mày. Kệ người ta đi, họ đâu có biết cái nhà này tao khổ cỡ nào không? Mày cực cái gì? Mày kêu tao làm dịch để mày ăn, đâu phải ở không ngồi đó để mày làm. Mày làm dịch nhổ lông mà không nhúng nước, để con dịch cồ kêu quát 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 cái tùm lum. Nói sao nghe hay quá, mày có giỏi làm đi. Ở không ăn nhậu tối ngày, không chịu lo kiếm tiền. Nhìn mày mà phát điên, tao bỏ nhà tao đi. Ê, lắng tai nghe cho kỹ, mày có giỏi thì đi. Tao cũng hai con vịt, lại thêm ba con gà, với một đĩa tiết canh, cho đời này hết lanh chanh. Tao có mồi nhậu chơi. Đâu ơi sao mày không thương tao phận gái? Đò lỡ qua sông thân gửi cho chồng. Chim nguyên ăn cái nhàn lòng, lia thia quen chầu vợ chồng quen thân. Đầu đêm đã thắm duyên rồi, đồng lòng ta ta trời biển đông. Đâu, gì lại tôi ôm mày cái mày. Mày nói thiệt hả? Nè, tao đứng cho mày ôm đi.
Trời ơi trời, tao nói con nhỏ này nó tệ, thiệt là tệ. Vậy mà người ta nói nó tệ hơn vợ thằng Đậu, nó không chịu nè trời. Về. Hồi đó giờ vợ không được lên thành phố chơi. Năm nay mình có tiền rồi, dẫn vợ lên thành phố chơi cho biết nha chồng. Trời ơi, ở nhà công việc đồng áng quá trời, lên thành phố làm chi? Ở nhà. Ôi. Tôi ta thường mơ có tiền về cùng rong chơi. Không lo cuốc cay chỉ ham có chơi chơi. Được rồi anh ơi, sống bao lâu, mùa màng năm nay với khối đu. Thôi thì ta lên phố chơi cho bò nhọc công em nhé. Chồng ơi, phố xá đẹp quá, xe đẹp quá. Ý ý chồng ơi, cái đó là cái gì vậy chồng? Thôi mà, đừng có nói lớn giùm tôi cái. Người ta nghe, ta nói mình nói xàm kỳ lắm, hiểu không? Ô vui vô cùng, nhà hàng mọc trên phố cao. Kìa bao cô gái đến thi qua hồ thời trang. Để em đếm xem có thể lệ, rồi vào giữ thi nhé chồng yêu. Vì em nhan sắc không kém gì ai mà không phô trương. Trời trời, bộ, bà tính đi thi hoa hậu hả? Trời đất ơi, thiệt hả chơi vậy? Thiệt chứ, vợ đẹp mà, vợ phải đi thi thôi chồng ơi. Ôi, thôi đi bà, bao về quê cắm câu, đừng có mơ hoa hậu. Bà mà mặc áo tắm hoa công lại là tôi dông luôn, không dám nhìn bà đâu. Ông đừng khi dễ tôi, phen này bán vàng có tên. Tôi nghĩ luôn cuốc cai chuyện ngày thành đi đóng phim. Thôi thôi bà ơi, hôm qua chưa chắc vui hơn quê nhà, có ta có mình. Lâu lâu được đi phố thành mà chẳng cho vui. Thôi em không thèm về nơi xó quê đâu. Được rồi em vui cứ đi đi, tuyệt vời như em cứ thi. Anh tìm ra kia quán bia bên đường chờ em thi rớt. Ê, khoan đã. Vậy tính gạt tôi đi uống bia ôm hay đi massage phải không? Trời ơi, mình nghèo quá làm gì có tiền vô mấy chỗ đó. Chừng nào mình giàu lên có tiền được mới tính chứ. Ê, tính gì? Tính gì đâu, trời đất ơi, nó đâu có tính gì. Nhưng anh không được tìm đường vào quán bia ôm. Thì anh đi phố cũng vui quên ruộng vườn luôn. Rồi cây trái kia ai dùng bồi, rồi gà vịt heo để ai lo. Thì thôi ta sớm về quê cùng yêu thương nhau. Chồng ơi, chồng ơi, kỳ này thu hoạch khá hơn kỳ trước. Vợ tính kỳ này mình đi thành phố chơi nữa nha chồng. Hả? Kỳ này mình đi thành phố nữa hả? Ê, làm gì lần này nghe đi thành phố mừng dữ vậy?
Đôi ta thương mơ có tiền để cùng rong chơi. Không lo cuốc cay thì ham có chơi chơi. Được rồi anh ơi, sống bao lâu mùa màng năm nay giữa khối đu. Thôi thì ta lên phố chơi cho bò nhọc công em nhé. Ý chồng ơi, cái nhà. Nè, kỳ này đi đừng có hỏi tùm lum nữa nghe chưa, kỳ lắm. Dạ. Ý chồng ơi, cái xe. Nín, cầm hộp lại. Ô vui vô cùng, nhà hàng mọc trên phố cao. Kìa bao cô gái đến thi qua hồ thời trang. Để em đem xem có thể lệ, rồi vào giữ thi nhé chồng yêu. Vì em nhan sắc không kém gì ai mà không phô trương. Thôi, tôi lại bà. Lần trước đi đòi thi hoa hậu, lần này cũng đòi thi hoa hậu nữa hả? Lần trước chồng không cho vợ thi, lần này cho vợ đi thi nha. Thôi đi bà, bao về quê cắm câu, đừng có mơ hoa hậu. Bà mà mặc áo tắm hoa công lại là tôi dông luôn, không dám nhìn bà đâu. Ông đừng khi dễ tôi, phen này bán nhạc có tên. Tôi nghĩ luôn cuốc cai chuyện ngày thành đi đóng phim. Thôi bà ơi, vòng qua chưa chắc vui hơn quê nhà, có ta có mình. Lâu lâu được đi phố thành mà chẳng cho vui. Thôi em không thèm về nơi xó quê đâu. Được rồi em vui cứ đi đi, tuyệt vời như em cứ thi. Anh tìm ra kia quán bia bên đường chờ em thi rớt. Bye. Ê, đi đâu á? Thì đi kiếm bia uống gì đâu. Uống bia? Nghe tôi dặn nè. Vậy là người đi cũng dặn đó. Nhưng anh không được tìm đường vào quán bia ôm. Thì anh đi phố cũng vui quên ruộng vườn luôn. Rồi cây trái kia ai dùng bồi, rồi gà vịt heo để ai lo. Thì thôi ta sớm về quê cùng yêu thương nhau. Bỏi đây, coi tướng, coi tay, coi tài, coi giận đây. Thầy ơi, thầy làm ơn xem giùm em một quẻ được không thầy? Muốn xem tình duyên hay là cạo da đầu? Gì? Cầu da đạo. Dạ, em muốn xem tình duyên. Nhìn cái mặt lụm biết muốn xem tình duyên rồi. Đầu năm qua lá xôn xao nơi như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên giải ngỡ. Em tuổi gì nè? Dạ em tuổi mùi. Tý Sửu dần mẹo thìn tỳ ngò mùi. 12 con giáp em đầy cầm tinh quý mùi. Nhìn tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vừa số lắm con. Muốn cho vuông tròn nhà anh môi giới mỗi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi ta bao lớn sao hiền thế nào. Anh ta tuổi chừng 30 mấy, quen lắm nhìn sợ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy là anh nè. Tài năng tiên đoán như anh không quá trời. Tiền duyên đưa tới em ơi, thiên đình sẵn rồi. Giờ thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người. Trời ơi, không lẽ tôi xui gặp thằng chồng xấu quắc vậy trời. Xấu mà có duyên. Trời định sẵn rồi em ơi, giờ mình muốn tránh cũng không có được đâu. Thầy ơi. Gì? Sao thầy nắm tay em hoài vậy? Ủa nãy giờ nắm tay em hả? Trời ơi, gì mà anh tưởng tay anh. Xin lỗi nha. Ý trời. Ôi, gì vậy thầy? Cái chỉ tay của em nè, nó chỉ ngay anh. Chắc chắn là em là vợ anh rồi đó. Không phải đâu thầy.
Thầy ơi. Gì? Thầy ráng xem kỹ giúp em lần nữa đi. Sao để coi kỹ lại lần nữa coi, coi đúng không nha. Đời ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tụi ta bao lớn sao hèn thế nào. Anh ta từ chừng 30 mấy, quen lắm nhìn sợ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy là anh nè. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tiền duyên đưa tới em ơi, thiên đình sẵn rồi. Giờ thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ngày cười đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người. Giờ thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ngày cười đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người. Giờ thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ngày cười đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người.